Kính sư Dựng xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài học số 2 của cái series chia sẻ cái phần mềm Revit. Thì như cái video trước của cái bài 1 thì tôi có giới thiệu với mọi người là công tác chuẩn bị để mà vẽ thì đó là phải chuẩn bị một cái bộ bản vẽ bằng AutoCAD. Rồi kế tiếp đó là chúng ta tạo các cái thư mục để chứa các cái dữ liệu từ Revit và cũng như AutoCAD. Và thứ ba nữa là chúng ta sẽ tạo các cái đường dẫn để mà chứa các cái lưu file cũng như là những cái đường dẫn mà tìm đến file template và cũng như là family. Thì hôm nay tôi lại giới thiệu với mọi người là chia sẻ với mọi người là cái bài 2 tiếp theo là chúng ta sẽ làm một cái công tác chuẩn bị tiếp theo, đó là chúng ta tạo ra các cái file write block từ AutoCAD. File write block là cái một cái file mà để mà làm trung gian giữa AutoCAD và Revit, bởi vì khi để vẽ cho dựng mô hình cho được nhanh đó, thì người ta sẽ lấy cái file AutoCAD qua, nhưng mà nếu mà lấy trực tiếp bên AutoCAD thì không được, thành ra phải tạo thành cái file write block, thì lúc đó link mới Revit mới link qua được mà để mà đồ lại và dựng mô hình cho nó nhanh đó mọi người. Cũng như là có những trường hợp công ty người ta xuất cái bản vẽ đó ra, người ta giao bằng AutoCAD nhưng mà mình phải dựng lại để bốc khối lượng cũng như là để khai triển cho nó nhanh. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha, chúng ta khởi động cái AutoCAD lên. Thì ở đây là cái bộ hồ sơ hôm trước tôi có giới thiệu với các bạn rồi. Thì bây giờ trước tiên để tạo được cái file write block á, thì các bạn lưu ý một điều là các cái đối tượng này không được làm một block. Các bạn vẽ CAD thì các bạn biết rồi, thì có nhiều người ta tạo cái này thành một cục vậy đó, block đó, thành ra do đó sẽ không tạo file write block được. Thành ra nếu có trường hợp đã block rồi thì các bạn phải explode nó, nổ nó ra. Ở đây tôi đã nổ rồi các bạn. Thì bây giờ để tạo đó thì mình phải mở một cái new new file. Mình mượn cái file này để mình làm trung gian mình tạo các bạn. Thì trước tiên thì thường là những cái công ty người ta vẽ thiết kế đó thì người ta sẽ vẽ ở trên cái mặt bằng này nè, người ta sẽ có một cái mặt bằng định vị công trình. Thì mặt bằng định vị công trình đó thì nó ở cái tọa độ số mấy, cách x bao nhiêu, y bao nhiêu, đông tây nam bắc gì đó, người ta sẽ có một cái file định vị công trình. Và từ đó cái file định vị công trình đó thì các cái view á người ta mới đưa vào trong cái vị trí định vị công trình đó để mà người ta tạo file write block. Thì khi mà các bạn sau này mình link từ Revit mình link vào thì ví dụ như tầng trệt nè nó cũng vào đúng cái tọa độ đó, và tầng lửng cũng đúng tọa độ, và tất cả các cái tầng khi các bạn link vào thì nó sẽ đúng. Nếu mà chúng ta không có nhập cái tọa độ thì như vậy là nó sẽ khi mà link vào là nó sẽ nhảy lung tung hết, là mình không có làm việc được. Thì ở đây tôi muốn tạo ra một cái, tôi mượn một cái file mới này để tôi tạo ra. Bây giờ tôi không, cái bản vẽ này nó không có cái hồ sơ tọa độ, thành ra do đó tôi tạm mượn cái tọa độ XY này nè để mà mình làm cái góc tọa độ để mình link qua bên Revit đó, các bạn. Thì trước tiên mà để cho làm cái việc đó thì mình phải kiểm tra theo cái tọa độ XY này có phải là 000, XYZ có phải 000, thì các bạn sẽ làm động tác như sau. Trước nhất là các bạn gõ DF SD nhé, SD, các bạn gõ DS chứ, DS để các bạn vào trong cái Drafting Setting này này, các bạn bật cái nút lên, đó. Cái cửa sổ Draft Setting này bật cái nút lên, hoặc là các bạn vào đây, các bạn vào trong cái Snap Setting này cũng được, các bạn bật ngay chỗ này lên, nút lên các bạn. Đó, các bạn bật lên rồi các bạn mới dùng lệnh PO là point, POIN point các bạn, thì các bạn nhập tọa độ là
0, first 0, first 0 và enter. Và các bạn enter lại một lần nữa thì các bạn vào đây thì nó cái nút này nó hiện lên nè. Đó, các bạn bấm click vào đây. Đó, click vào đây thì như vậy thì bây giờ mình đã nhập 000 nhưng mà mình muốn kiểm tra nó coi có đúng hay không thì các bạn gõ ID. Rồi các bạn lại ra và các bạn click cái nữa thì ở đây các bạn nhìn thấy ở đây rõ ràng là XYZ thì bằng 0. Thì bắt đầu từ đây thì khi các cái view các bạn tạo file block á, write block á, thì các bạn phải đưa vào vị trí này nó cùng một góc tọa độ đó, khi các bạn link qua thì các view nó sẽ được chồng 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 lên nhau, nó không có bị sai tọa độ. Thì bây giờ tôi sẽ làm, trước tiên là tôi trở về bên này, tôi copy cái mặt bằng, bây giờ tôi cho là cái mặt bằng đặt kiền đi. À, tôi cho cái mặt bằng đặt kiền, tôi ví dụ đây. À, tôi Ctrl Shift C. Thì các bạn lúc nào cũng vậy, các bạn lấy cái góc tọa độ là 1A hoặc là A1, vì cái góc ngay cái điểm đầu tiên nè, bên từ bên trái. À, các bạn bắt vào đây. Rồi các bạn Enter. À, Ctrl Shift C. Các bạn bắt điểm vào đây. Giờ bắt cho nó đúng điểm, cùng một điểm, một trụ, một cái góc trục là A1 đi chẳng hạn. Rồi các bạn quét đăng cái, các bạn Enter. Các bạn trở về đây. Rồi các bạn Ctrl V. Như vậy các bạn đưa vào trong ngay chỗ cái nút hồi nãy mình đã tạo XYZ rồi đó các bạn. À, các bạn thấy nút không? Bấm vô. À, cái có một việc là các bạn cần phải làm là khi các bạn tạo cái địa điểm kiểm tra cái tọa độ XY này, nó XYZ này xong á thì nó là 000 rồi á, thì các bạn phải vẽ một cái line. Đó, vẽ một cái line xa xa là các bạn. Vẽ ra làm gì? Bởi vì khi mà một tí nữa mình quét cái này nè, mình quét cái khung này để mình tạo file drive block á, thì nó sẽ quét luôn cái nút. Mà khi cái nút nó mất đi ha, là nó sẽ không tạo lại lần hai nữa. Cái nút là cái này nè các bạn, cái nút là cái này. Đó, thành ra do đó mình phải vẽ một cái line, cái điểm đó, cái điểm đầu tiên ngay cái chỗ cái nút đó, để khi mà mình tạo file drive block như này nè, mình quét như vậy là nó đi luôn mất cái nút đó thì mình không tìm lại được. Do đó các bạn phải vẽ một cái đường này nè để gọi là để dự phòng á. Thì bây giờ tôi sẽ tạo, các bạn gõ W. Đó, các bạn thấy chữ W thì nó hiện ra. W block nó là write block, write là viết các bạn, write block. Rồi các bạn sẽ pick point là bắt cái điểm mà cái điểm hồi nãy chúng ta đưa qua đó, click vào đó. Rồi các bạn select object, bạn quét luôn đó. Thì khi mình quét như vậy là mình quét luôn cả cái tọa độ và trong đó nó có cái nút nó nằm trong đó các bạn. Thành ra do đó chúng ta phải cần vẽ cái này để giữ lại cái điểm gốc của nó. Các bạn enter. Rồi ở đây các bạn thấy ngay chỗ này insert unit là cái đơn vị này chúng ta phải dùng mm, để khi qua bên kia thì bên kia cũng vẽ bằng cái đơn vị tỷ lệ mm thì nó sẽ đúng. Rồi cái đĩa, cái đường đến của nó là tôi đưa vào cái thư mục AutoCAD này. Bây giờ tôi ghi ở đây là khung dầm đà kiền. Khung dầm đà kiền. Rồi, tôi save lại các bạn. Rồi, các bạn thấy save lại. Thì như vậy ở bên này các bạn thấy có khung dầm đà kiền. Đây, khung dầm đà kiền mình mới vừa tạo ra các bạn. Bây giờ tôi lại tiếp tục làm tiếp một cái nữa các bạn. Như vậy là cái thằng khung dầm đà kiền này nó hết nhiệm vụ, mình xóa nó đi. Đó, lúc đó là nó xóa là nó mất luôn cái nút rồi đó các bạn. Thành ra giờ các bạn rà vô là các bạn khó bắt nó nếu mà không có cái thanh này. Rồi tôi lại tiếp tục. Tôi tạo một cái bright block bằng cái mặt bằng móng. Ctrl Shift C. Các bạn phải bắt đúng cái trục, khi cái trục nào các bạn muốn bắt điểm nào cũng được, nhưng mà cái điểm đầu cái điểm truy bắt đầu tiên ở đâu thì các bạn phải cắt cái view sau thì các bạn phải bắt cho nó đúng nha. Thì lúc đó thì qua bên Revit khi link vào thì nó mới chồng lên thì nó mới đúng cái tọa độ được nha. Tôi bắt endpoint, tôi bắt ngay cái trục A1 á, rồi enter. Rồi tôi qua bên đây, tôi Ctrl V. À, các bạn thấy không, bây giờ mình rò vô là mình bắt không phải là cái nút nữa mà là cái endpoint các bạn. Đó.
Đó, sau đó bây giờ các bạn gõ W write block enter, bạn pick point là các bạn bắt ngay cái vị điểm hồi nãy, điểm end point hồi nãy, rồi các bạn quét nó select object, rồi các bạn cho qua mm, rồi các bạn đưa về địa chỉ mình lưu ở đây là khung dầm móng, ví dụ vậy. Tôi ok rồi, tôi sao luôn các bạn. Thì các bạn thấy ở đây tại cái thư mục AutoCAD này nè, thì chỗ cái đường dẫn là khách sạn quận 2 Anh Thân, rồi nó có cái thư mục AutoCAD, các bạn lưu vào đây. Thì ở đây tôi có dầm đà kiềng nè, khung dầm đà kiềng và khung dầm móng tôi mới tạo. Còn hôm trước đây tôi cũng đã tạo trước một loạt, thì tất cả những cái gì liên quan đến mà vẽ khung á, thì các bạn phải phải lưu vào. Ví dụ như mặt bắc, mặt cắt, mặt bằng, mặt đứng gì đó sau này thì mình cần thì mình cũng phải tạo file write block. Đó. Thì ở đây thì các bạn thấy tôi có tạo nè, khung dầm đà kiềng, dầm lầu 1, lầu 2, lầu 31, mình vẽ dầm sàn kết cấu thì mình phải lấy cái khung của nó mình vẽ, mình đồ nó lại. Rồi mặt bằng cũng vậy, mai mốt mình sẽ vẽ các cái toilet, vệ sinh, vách ngăn rồi này kia, thì ở cái AutoCAD này mình đã cho ghi kích thước, mình kiểm tra rất là kỹ. Là do đó khi mình đồ lại thì nó sẽ nhanh hơn các bạn. Sau khi mình tạo cái các cái file write block từ AutoCAD để làm một cái các cái file mà trung gian để cho Revit liên vào, thì bắt đầu chúng ta lại tiếp tục làm bước tiếp theo là chúng ta share file các bạn. Thì share file như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ khởi động màn hình Revit lên và chúng ta sẽ mở new. Và ở đây các bạn chọn Architect Template. Và các bạn vào trong cái template này, các bạn chọn US Metric và các bạn mở Default Metric. Thì hồi nãy như lần trước là tôi có nói với các bạn là khi các bạn mở default metric này á, thì như vậy thì cái hệ mét của chúng ta nó sẽ được hiển thị và nó không có phải là hệ in theo mặc định của Revit, thì là người ta dùng in. Thành ra nếu mà mình chọn default metric á, thì tại cái lớp manage này nè, tại ở đây cái project unit này, cái unit này nó sẽ là mét, mm các bạn. Rồi để save, thì tại sao để save file á, thì đối với Revit chúng ta cần biết các cái điểm như sau. Nếu mà chúng ta save thường như thế này các bạn, nếu chúng ta save thường như thế này thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều cái file con, cứ mỗi lần các bạn bấm một phát thì nó sẽ ra một cái file con. Ra file con, thành ra do đó nếu mà chúng ta không biết cách tạo cái file central, save central, thì như vậy là nó sẽ ra rất là nhiều file rác, nó làm chung một cái thư mục. Khi mà chúng ta tìm cái file chính để chúng ta làm việc thì rất là khó và dễ nhầm lẫn. Đó là một cái điều thứ nhất mà chúng ta cần phải phải tạo cái save central. Cái thứ hai nữa đó là giữa đối với Revit thì nó sẽ đặt trao đổi thông tin giữa các cái file với nhau trong cùng một phần mềm. Ví dụ như từ từ file mặt tiền có thể link vào file architect, và cũng như là từ file file structure cũng link vào architect, và file grid and level cũng link vào architect. Như vậy nếu chúng ta không tạo central thì như vậy là chắc chắn là chúng ta sẽ không không trao đổi thông tin được. Việc thứ ba nữa là khi mà chúng ta share central như thế này thì khi chúng ta lưu file thì nó sẽ sinh ra một cái file, không phải là file rác mà nó gọi là cái file local. Thì cái file local đó nó có ngày tháng, ví dụ như mà cái file chính của chúng ta có gặp sự cố, có lỗi, có gì đó thì chúng ta cũng có thể truy lại các cái file local đó và chúng ta save central lại để chúng ta làm lại cái thành file chính. Đó là điều đặc biệt quan trọng. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Thì để save file central thì cách thứ nhất là các bạn vào cái lớp là collaborate. Thì tại cái lớp collaborate này
thì các bạn chọn vào Collaborate. Các bạn bấm đây. Bởi vì nếu mà bây giờ tôi chỉ trước tiên là tôi chỉ sơ cho các bạn cách để biết tạo thôi. Tại vì hiện tại bây giờ cái file này của chúng ta nè đang là file template. Thành ra do đó để share được file signature thì người hệ thống mới chuyển từ cái file template cho chúng ta để share lại cho nó thành cái file project, có nghĩa là cái đuôi của nó là RPT. Còn cái file mà chúng ta đang mở ở đây nó là RTBTE. Có nghĩa là bây giờ hệ thống mới bắt đầu chuyển chúng ta sang cái file là project file để mà chúng ta mới mới làm việc được, còn cái kia là gọi là cái file mẫu. Thì chúng ta chọn cái đường dẫn. Đường dẫn về cái thư mục mà chúng ta đã soạn á các bạn. Dự án Revit quận 2 này. Vô trong Revit, phần Revit nha. Đó, các bạn làm lại nè. Các bạn vào mình lưu cái dữ liệu nè, nằm trong cái lưu mới nè, trong cái dự án Revit nè. Thì chúng ở đây chúng ta có cái khách sạn quận 2, chúng ta tạo thư mục trong cái video trước tôi đó giới thiệu. Thì bây giờ ở đây mình share file là share file Revit, thì mình vô cái phần Revit mình share lại. Thì cách đặt tên đó các bạn, thì các bạn tên các bạn đặt tên như thế này. Ví dụ như bây giờ tôi nói là mình sẽ đặt tên là ngày tháng năm rồi cái file này là file của bên kiến trúc, là nó thể hiện là art art, xong đó là cái file art nó là file gì, file architect hay là file project hay là file grid level hay là file structure. Thì bây giờ tôi sẽ soạn trước là cái file architect nha các bạn. Tôi gõ ra 10/20 tháng 8 là 2020, tôi gạch dưới một cái. Bộ phận của mình là bộ phận art, bộ môn của mình là art nha các bạn. Rồi tôi lại tiếp tục là cái file này là file file kiến trúc, tôi gọi là architect. Architect Blend. Rồi tại chúng tôi mới mình mới tìm lại cái vị trí đó, vì biết cái đường dẫn của mình đây, ở đây để các bạn xem nó cái. Thì lúc đó là nó mới mới bắt đầu mới báo cho mình là bắt đầu tìm cái network là để kết nối thông giữa cái file này và tạo ra thành một cái file signature các bạn, ok luôn. Đó. Thì lúc đó thì các bạn mới nhìn thấy ở đây nè, nó có cái bắt đầu nó hiện ra cái chữ workset. Các bạn bấm vào workset. Hoặc là các bạn bấm workset ở dưới này cũng được nè các bạn, ở đây nó cũng có workset nè. Bấm vào. Thì ở đây các bạn cái này sau này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm về cái cửa sổ này. Nhưng bây giờ tạm thời mình cứ ok một lần nữa để mình tạo cái file session trò trước cái đã. Rồi các bạn bấm xem. Yes. Thì khi các bạn bấm như vậy á thì các bạn sẽ thấy cái cục Kubi này nó sáng lên nè. Cái Synchronize and Modify Setting nó sáng lên các bạn. Nó sáng lên thì như vậy là chúng ta đã tạo được sale central, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng chưa có làm được việc gì. Bây giờ chúng ta đóng cái cửa sổ này lại. Hello. Giờ chúng ta lần này chúng ta không mở new nữa mà chúng ta mở open các bạn. Thì tại đây các bạn thấy không? Tại cái thư mục này, Revit này nó có một cái sale central mà chúng ta ghi nè, 12 tháng 8 năm 2022 20. Art là file là Architect Blend, các bạn bấm vào đây. Thì lúc này thì cái Create and New Local này nè, nó biểu mình là hoặc là Detect from Central, có nghĩa là khi nếu chúng ta click vào đây mà chúng ta open thì nó sẽ là trở lại ban đầu, là nó không còn Central nữa.
Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chọn Create New Local, như vậy là khi mà chúng ta open lên là cứ mỗi lần chúng ta bấm Save thì nó sẽ có một cái file local sinh ra, mà cái file này thì chúng ta có thể phục hồi lại thành cái file chính được các bạn. Nó chỉ mất một dữ liệu một đoạn nào đó thôi, do cái quá trình thời gian các bạn lưu lưu xa hay lưu gần thì nó phục hồi lại được. Đó là điều rất quan trọng các bạn. Open. Đó thì lúc nào các bạn cũng nhìn thấy cái cục này nó xanh lên nè. Đó, cái cục này nó xanh lên, như vậy là chúng ta đã thành công. Thì bây giờ chúng ta thử nha. Chúng ta vẽ một cái wall. Tôi sẽ vẽ một cái wall. Rồi. Tôi share trên trò lại các bạn. Các bạn chọn đây. Ok. Rồi các bạn đóng cái này đi. Thì nó có hai lựa chọn, một là tiếp tục sell bằng cách sell trên, hai là các bạn từ chối, các bạn bấm dưới, các bạn bấm chọn dưới. Thì bây giờ lần này các bạn mở xem nó sẽ có cái sự gì khác biệt gì. Các bạn bấm open nó tiếp tục này nha. Thì nó sẽ cho chúng ta hai cái lựa chọn. Một là override, có nghĩa là nếu các bạn chọn vào đây thì khi các bạn vẽ đối tượng bao nhiêu thì nó sẽ đè lên cái đối tượng cũ, và cái file nó hoàn toàn nó được đè lên mới hết, thì nó không có lưu lại file local. Còn nếu các bạn chọn ở dưới này nè thì nó sẽ tạo ra thành file local. Thành ra tôi thì tôi sẽ chọn ở dưới này, bởi vì nhiều khi mình chọn ở trên này á, thì cái hệ thống file nó sạch sẽ thì nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà lỡ mà có cúp điện hay có sự cố gì á, thì mình sẽ không bị lưu file, mình không bị lưu file thì nó file nó bị lỗi một cái là chúng ta sẽ rất là khó mà truy tìm, sẽ bị mất dữ liệu á. Thành ra tốt nhất là thì bây giờ mình cả và chọn cái này nè các bạn, để cho nó ra cái file local. Thì cái file local nó nằm ở đâu thì như hôm trước cái video các video trước tôi có nói là cái file local nó nằm ở trong, khi mà mình ở cái bài số 1 tôi có nói là mình chọn như option đây nè các bạn, thì cái chỗ tại file location này nè, thì cái file local nó nằm ở trong document này các bạn. Đó. Nó nằm tại cái đường dẫn này nè, thành ra cứ mình bấm là mình nói thì vô này nằm đây hết. Đó, nó vô nằm đây hết nè các bạn. Đó. Đó nó vô đó nó nằm. Thì thành ra từ cái bên cái file chính này nè. Từ cái bên cái file chính. Để tôi mở các bạn cái này bạn xem. Cái file quận A này. Từ cái repeat nè, các bạn hoàn toàn không thấy có cái file local nằm trong đó, nó rất là sạch sẽ, nó chỉ có cái file chính thôi. Thì khi mỗi lần các bạn search single á, thì nó sẽ ra hai cái thư mục, một là cái thư mục tên của thằng này, và thư mục thứ hai là thư mục repeat template. Nếu mà các bạn lưu ra mà không thấy hai thằng này á, có nghĩa là các bạn lưu không thành công. Cứ một lần các bạn lưu cái này thì nó sẽ sinh ra hai này. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục nha. Delete này đi. Coi như là cái này cái file gọi là cái file architect này. Chúng ta đã thành công rồi, chúng ta lại đóng nó lại. Close. Xin chào web xin chào này ha. Các bạn chọn đây này. Yes. Rồi, chúng ta lại tiếp tục mở new. Chúng ta lại architect template. Chúng ta lại vào template, các bạn chọn US metric nha, luôn luôn US metric, và các bạn open open rồi cũng theo cái tương tự hồi nãy chúng ta sẽ tạo central cho cái file hồi nãy là architect rồi, nhưng chúng ta phải tạo thành structure. Rồi các bạn vào collaborate, các bạn bấm collaborate save and mode continue. Chúng ta về cái thư mục của chúng ta lưu mới dự án Revit khách sạn quận 2 Revit. Tại đây chúng ta sẽ đặt tên là 1208 2020 gạch dưới, bộ môn là ạ gạch dưới cái nữa. Ngoài phần này thì chúng ta sẽ là structure các bạn. Structure và
structure, structure plan. Mười hai tháng tám 2020 add structure plan sale. Ok, rồi chúng ta chọn ở trên này hoặc ở dưới này cũng được nha. Các bạn chọn ở trên này thì chọn ở trên này. Bởi cửa sổ này cứ bấm ok là được nha. Sau này tôi sẽ giới thiệu các bạn cái cửa sổ này. Rồi các bạn bấm xem một cái. Yes. Đấy các bạn thấy nó sáng lên không? Rồi bây giờ chúng ta đóng nó đi. Rồi chúng ta lần này chúng ta mở open. Đấy các bạn thấy không? Architect structure đã có. Lần này chúng ta chọn create new local, không được chọn detect from central các bạn. Open. Rồi, bây giờ mình sẽ thử vẽ một cái đối tượng nằm trong đó. Rồi, các bạn save nó một cái ạ. Rồi, các bạn đóng nó đi. Keep ownership of element and workset. Rồi bây giờ các bạn thử mở lại một lần nữa structure các bạn, và open nó sẽ hỏi nè. Thì các bạn lựa chọn bên dưới nha. Nếu mà có đối tượng nó mới hỏi nha, không có đối tượng nó không hỏi nha các bạn. Rồi bây giờ tôi xóa đối tượng này đi, coi như là cái file này mình xong, mình save nó một cái. Trước khi đóng là phải save. Và coi như chúng ta đã xong. Rồi như vậy các bạn nhìn qua đây. Như ở đây như vậy là chúng ta tại cái dự án Revit này, cái khách sạn quận 2 này là cái phần Revit là chúng ta đã tạo được bốn cái file. Thì bốn cái file này là có bốn file chính mà cần thiết trong cái một cái dự án Revit. Sau này chúng ta sẽ vẽ cái phần kết cấu là riêng nè. Rồi cái phần kiến trúc riêng nè, rồi cái phần lưới trục riêng nè, cái phần mặt tiền riêng, rồi chúng ta sẽ link nó vào. Link nó vào nhau thì như vậy là nó sẽ thành một cái khối, đó mới gọi là vẽ phần mềm Revit các bạn. Thì bài học hôm nay thì đến đây cũng nhiều thời lượng rồi. Mình tạm dừng tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy thích thì cho kênh Thinh Xây Dựng một like, một lượt đăng ký và chia sẻ để mọi người cùng tham khảo nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chào tạm biệt.